Nơi trong video này chúng ta sẽ mở làm việc để làm cam thì mỗi để mình chúng ta Google Earth Image Downloader. Đây là cam thì để dùng ai para para để thực hiện download rupee cam là nó để dùng mở khởi được trong cam thì Google Earth. Hai cam thì này mình là cái nào bị sai nó trăng thay dùng ai thực hiện cập nhật ngày khai cho nam để rupee để dùng trong download. Đối với để thực hiện làm cam thì này thì dùng trong thực hiện double click lên file setup của bảo viết. Hai person để dùng khởi trang user account control thì dùng trong click lên button yes. Còn tóm tiếp dùng trong click lên next. Click next đoạn tiếp. Next đoạn tiếp. Này đoạn tiết, hãy click lên button install. Nếu lên tên trong crowd, chúng ta đọc thích lên option tiếng pin, hãy chạy lên button finish. Một toàn tiết, chúng ta chọn một căn folder crack. Thưa cả copy file để mình chúng ta downloader.exe. Hãy dùng viết tục page nằm trong drive C. Folder all maps off. Chọn được căn folder GEID. Hãy thưa cả page file nằm trong folder này. Click lên button replace. Hãy chọn trong những ai thua ca sản bóng đồng nào ca cam thí này để dân cho một căn start menu. Hãy chọn một search mua cam thí này để mình chọn thà Google Earth Image Downloader. Hãy bật sân bật lời chọn một tên để viên bản ra này mình là so trial thế. Bạn này thà cam thí này cứ chỉ full version.